Đó. Tại bãi biển bình tiên xanh ngắt thì chúng tôi đã nhóm lửa. Vâng. Nhóm lửa chuẩn bị cho cuộc vui ngày hôm nay. Xin chào gia đình nhà mình. Hôm nay mình có ăn một khu vực ăn rất chi là tuyệt đẹp, đó là bãi biển Bình Tiên. Wow, đẹp như này. Ôi. Bình Tiên sở hữu một làn nước trong xanh. Vâng. Anh ơi, mát tuyệt vời. Nước tuyệt vời các bạn ơi. Bập bùng lửa cháy. Đây, một cái view rất chi là đẹp. Gia đình bạn Hương Toàn đang ngồi ăn phía đối diện chúng ta. Rồi, rô cái nào. Rồi cái chúc mừng cuộc hội ngộ ở giữa Bình Tiên. Vâng. Rồi. Cảm ơn các bạn đã ra chương trình này. Đây, bê ướp lạnh. Đó. Đồ, ngon.